nó nằm ở di, có nghĩa là kỵ này nó nằm ở tha cung chứ không phải là ngã cung. Em này không phải là kỵ, còn có thằng cu em anh là kỵ tự hóa này, nó nằm ở cũng ở di. Ui mẹ, Thế là hai cũng không đứa. quản được kỵ. Tức có nghĩa là cái kỵ này khi mà nó phát huy sức mạnh thì chỉ thường rất khó để có thể control được, tại vì vốn dĩ là cái kỵ năm sinh nó sẽ là cái thằng nó kiểm tra, nó kiểm soát sức mạnh của toàn bộ kỵ phi hay là kỵ tự hóa trong thiên bảng. Nếu mình không kiểm soát được thì coi như là rất khó để có thể Nhưng mà nó cũng đâu vào mệnh đâu đúng nó vào mệnh thì mới là may. không? nó Thế á? nó 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 vào mệnh có nghĩa là mình đang cầm được cái thằng đấy. À, như anh là vũ cúc hoa kỵ Vâng, là thì anh sẽ kiểm soát được, có nghĩa ok. là bản thân cái kỵ đó là do anh mà làm thì anh có thể thay đổi đúng không. Nhưng nếu như con kỵ năm sinh chẳng hạn mà nó rơi vào tha cung, có nghĩa là những cung chúng riêng là thiên di này, là bên ngoài là mình không kiểm soát được này, như nô là bên ngoài, nô nó thế nào mình cũng không kiểm soát được. Nô. Mình chỉ có thể điều chỉnh để thích nghi với cái đấy Nhưng mình không thể chứ. kiểm soát được bên Đúng ngoài đấy. rồi, đúng rồi, chứ mình không kiểm soát được hoàn toàn. Nhưng mà kỵ lơi vào mệnh chẳng hạn thì nó lại ok, hay là lơi vào quan thì anh cũng có thể kiểm soát được, bởi vì quan nó là ngã cung. Nhưng đây là cả cả nguồn sức mạnh của kỵ năm sinh nó đều nằm ở tha cung hết, và nó nằm ở đây. Nên lá này có hai lá này kết hợp nó khá là dị nữa. Anh hiểu được cái gì mà không? Kêu khét rồi đúng không? Em chả dám bài khác hay không, nhưng mà nó đang có những cái pattern nó lộ ra, có nghĩa là mọi các hung trong là số hiển hiện thì trong hôn nhân thì nó phải có cái pattern. Thì đây nó đang có một cái pattern đây rồi, là kỵ quả năm sinh thì đều nằm ở thiên di, là không kiểm soát được, và tự kỵ là đều nằm ở cung xỉu, nó sẽ ảnh hưởng đến cái lưu niên. Lưu niên có nghĩa là lưu lưu mệnh mà cùng nằm ở mão thì lưu phu thê hai người cùng nằm ở sửu, mà lưu mệnh thì năm sửu thì lưu mệnh có hai người cùng nằm ở sửu. Nghĩa là cái năm sửu là cái năm hơi bị kinh khủng ấy Mão hoặc sửu. Em đang nói về chuyện phu thê còn chưa nói về chuyện con cái hay là những cái chuyện khác nha. Thì nó đang có những cái pattern để nó cộng hưởng. Đó, như vậy là đây là cái mạch này, cái mạch của lá số này. Là năm nay cưới thì thực ra là nó đều rơi vào vấn đề kim tự hóa, nên thành ra là cưới cũng chả có cái gì đấy cam tâm tình nguyện đâu. Nhưng mà có con em này này, em vợ này này, là cái con lưu phu thê của năm nay này, nó còn được lộc quả đại vận phi về, thì ít ra là em này còn có một cái gì đó nó thỏa mãn hơn. Nhưng mà cái thằng Toàn đây này, nó chả có một cái lộc gì hơn á, nó kiểu nó muốn cưới nhưng mà nó rất là ngần ngừ ấy. Anh nhìn này, nó không có một cái màu xanh nào đi đi vào nhá. Thì cái màu xanh này nó là lọc từ tiên thiên hoặc là từ đại vận phi xuống, nó phải có trong chỗ này đã, thì nó mới ám chỉ là có một cái duyên gì đấy. Nhưng mà thằng Toàn nó trống trơn á, con bé này có vẻ nó lại hứng khởi chỗ này. Nhưng mà mệnh con bé này nó có vấn đề này, năm nay là nó là mệnh có vấn đề, nhưng mà phu thê của nó thì nó lại đẹp hơn mệnh. Mệnh là hướng rất nhiều, em không rõ là cái chuyện tình cảm của con bé này năm nay thế nào, nhưng mà cái mệnh của nó là nó gặp phải yếu tố là về chuyện tình cảm gì đó, nói chung liên quan đến hôn nhân thì có thể nó không thuận, tại vì là nó đều bị rất là nhiều kỵ phi về. Nhưng mà hôn nhân thì cuối cùng là nó vẫn có một cái gì đó nó hơn hoàn toàn. Ông Toàn ngược lại, ông Toàn thì mệnh nó vẫn có lộc từ phu thê, nó phi về nhưng mà cũng có kỵ, nhưng mà liên về hôn nhân để kết hôn thì hỏi ông này trống trơn đó. Này là bắt buộc mình phải cưới chứ không phải là không phải nghĩa là nó không có cam tâm tình nguyện như này. Em cảm giác dù sao con bé này nó về hôn nhân thì nó nói chung là ngược nhau. Ông này mệnh năm nay thì lại có lộc, lại có phu thê duyên nó chiếu về, nhưng em này thì mệnh lại không có. Ông này phu thê năm nay thì không Không có, có nhưng gì em này thì lại có. Khó nhỉ. Thế nhưng mà theo em thì đôi này cưới nhau có về lâu dài thì có ok không? Lâu dài thì em phải từ từ em phân tích các pattern đã. Hiện tại là đang thấy một cái nó ẩn bên dưới là kỵ tự hóa, nhưng mà lại không có lưu xuất kỵ. Tòa này thì cũng có không có lưu xuất kỵ. Tòa thì tự hóa lại và thằng phu thê, còn em này tự hóa lại và thằng chống huynh nô, kỵ cũng là gì rồi. Nói chung năm nay cưới thì cưới thôi, chị em thấy nó cũng nó
ra đằng ngoài. Đáng lẽ này cái cô bé này năm ngoái cưới thì đẹp hơn. Thật. Cô bé này năm ngoái cưới thì thành ra lại khá là thuận. Mà thằng Toàn năm ngoái cưới nó cũng thuận. Em mà em chả hiểu sao năm ngoái không cưới. Năm ngoái đang chia tay. Thật ra năm ngoái cưới là đẹp. Đẹp hơn. Nhưng mà không biết cưới ai. Hợp lý. Nói chung là Toàn cũng đang sợ cái đoạn mà hai đứa mà cưới nhau là ảnh hưởng đến mệnh của cả hai ấy. Rồi kiểu xung khắc đến mức mà một trong hai phải đi ấy. Em mới xét ở tuổi nhá. Em mới xét là hai người chung một tác tường, nên là những cái năm mà năm Mão năm Sửu thì nói về vấn đề tình cảm với hai người thì nó thường sẽ khá là động. Năm Mão năm Sửu này, nhưng mà ứng kỳ thì khi nào cơ? Ứng kỳ khi nào? Đây là Mão Sửu. Ứng kỳ là gì? Ứng kỳ là cái năm nào? Năm Mão năm Sửu là năm nó chung thôi, nhưng mà nó sẽ thuộc các đại vận khác nhau. Vấn đề là cái đại vận nào? Thiên bản nó là cái gốc, mà đại vận thì nó là cái cành, còn năm nó chỉ là cái lá thôi. Lá nó xấu nhưng mà cành nó được thì không vấn đề gì. Nhưng mà lá xấu mà cành xấu thì gốc thì không thay đổi được rồi. Thì đó là vấn đề rất là nghiêm trọng. Ok, ông tòa nên là cung này nó bị xung này, cung này là quan xung rồi, nhưng mà âm dương quyền mà lại kỵ tự hóa hơi khét. Là cái năm là năm Giáp, năm Ất. Năm Giáp, năm Ất. Em này thì là năm Ất. Hai đứa Giáp Ất, hai năm cạnh nhau. Năm Canh. Đây, chủ nhau năm Ất này. Cái việc mà năm Ất thì Giáp Ất. Ất là năm âm. Sửu và Mã đều là năm âm cả. Như vậy là chắc chắn là sẽ có năm Ất Mão và năm Ất Sửu. Canh là năm Dương. Đấy là những cái năm mà bọn nó sẽ sang nhau về chuyện tình cảm ấy hả? Anh đang dùng một loại chiêu, nghĩa là đang biết vấn đề là năm Mão năm Sửu nha anh nhá. Nhưng mà Mão Sửu cái gì thì hiện tại, ví dụ như đây này, phong thủy của thằng Toán ấy, em xem do cái phương pháp em xem ảnh hưởng lên cung gốc thôi. Tức là thái dương thái âm ở đây thì khi nào thái âm hóa kỵ năm Giáp thì thái dương sẽ hóa kỵ, đúng không ạ? Hoặc là đi vào các đại vận có thiên can là Giáp thì thái dương sẽ sao hóa kỵ. Anh tưởng là Ất chứ, cái này đang Ất mà. Không, đây là thiên can của cung thôi. Nhưng mà cái đại vận này cơ mà, cái cung này cơ mà. Đấy thì nó sẽ ảnh hưởng lên, nó có thể ảnh hưởng đến cái thiên bản. Ok. Tức là mình đang tư duy về mặt tổng quan đã, thì sẽ là như vậy này, cái cung phú thủy này rất là nhạy với lại năm Giáp năm Ất này, hoặc là như cái cung mà có thiên can là Giáp Ất. Ok. Rất là nhạy luôn. Nó mà giáp thì anh biết mà, Giáp thì là dương, Ất thì là âm. Còn cái cô bé này là phu thê ở đây, quan này xung phu thê này, phu thê thì không trống trơn á, không có cái gì có thể hóa khí được. Nhưng mà cái thiên can xung chiếu này nó đang có thể hóa khí là đồng và âm, đồng âm đều hóa khí được. Giáp thì không phải, nhưng mà Ất thì sẽ khiến cho thái âm hóa kỵ. Và căn canh thì nó hóa kỵ. Như vậy là hai ông này đều chung với thằng Ất cả, mà Ất thì là thiên can là âm, Ất là âm, mà năm Mão năm Sửu cũng là năm âm. Như vậy là sẽ có năm Ất Mão và năm Ất Sửu. Năm bao nhiêu thì tự tra á, em đang tính từng cái. Mà nhưng mà hai cái này nó chỉ đang nói, mình đang nói về cái vấn đề về mặt tình cảm, hay nó liên quan đến cả cái vấn đề là cũng có thể tình cảm nhiều ảnh hưởng cả đến cái cuộc sống nữa. Vấn đề là gì thì em chưa hình dung, tại vì là vấn đề về hôn nhân nó phát sinh từ rất nhiều vấn đề. Một là có thể con cái hoặc là quan điểm sống gì đó, thì cái đấy nó phải lập hướng. Nhưng mà đây là em chỉ nhìn thủy tượng là cái gốc phu thê bị thằng nào đánh đã. Còn nguyên nhân chia tay anh biết có nhiều mà. Nên là khi xem về việc hôn nhân thì bản chất là không phải chỉ xem cung phu thê, mà phải xem rất là nhiều cung. Có thể là cung tử, có thể cung tật, có thể là cung nô gì đó, tùy theo từng trường hợp. Ví dụ là ngoại tình
ngoại tình chẳng hạn, thì là ví dụ là nô chẳng hạn, sinh lý sinh dục yếu thì tật tử chẳng hạn, hoặc là do bố mẹ mà chia tay thì phải xem cả phụ mẫu nữa. Okay. À, bây giờ thì em sẽ xem tiếp là như vậy, ông này đang là rất nhạy với lại nằm ra nằm ất này, mà ông này lại giáp ất là lặp lại hai lần ở đây, lặp lại hai lần, có nghĩa là mà hành vận của thằng cu này là sẽ đi theo cái chiều này. Thế có nghĩa là 4 nó sẽ đi vào giáp trước này, nó đi vào ất rồi giáp lại ất này, chứ nó không đi ngược theo chiều này. Vậy là giáp, anh tưởng là thứ tự không ảnh hưởng, bởi vì giáp ất thì đều bị là cái âm như em nói đấy, thì nó đều ảnh hưởng như nhau. Nó còn nó sẽ gây ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng trong kiểu gì phải xem sao, hòa khí là sao gì, sự việc tốt xấu thành bại thì có thể xem, không cần hóa khí, nhưng mà để luận ra chi tiết sự việc thì phải xem sao nào hóa khí. Ok, như vậy là thằng cu này đang có những cái đại vận sau nó khá là căng đét. Một là nếu mà xem theo bên không thiên chẳng hạn thì nó sẽ là xem kết quả giống nhau không. Năm kỷ này nó sẽ khiến cho như vậy, thằng cu này là đại vận 13 này, đại vận đại vận 23 này, đại vận 33 này là khá là xấu về phú thê này. Không, em đang nói chung chung thôi, còn chưa xét nữa. Là 33 là 3 nằm ở đây thì là 53, 33 sẽ gắn với 53, 23 sẽ gắn với 43, 2333 ở đây là mệnh nằm ở đây này, còn 543 và 53 thì là mệnh ở đây, thì phu thê ở đây này, mệnh ở đây, phu thê ở đây này, nó đều nhận cái khí xấu tiên thiên phu thê nó lơi xuống. Nên theo cần thiên, còn theo bên phi tinh khác thì rồi đó, mà là cùng kết quả thì ba này, mà cái ẩn bất kỳ trường phải tính bằng tay 13 này. Như vậy là ngại mệnh ở đây, mệnh ở đây 53 thằng cu này 53 mệnh ở 53 mệnh ở nô thì là dụng xung thể hơi khác. Dụng xung thể là sao? Vâng, 63 trong nhau 53 thôi, cái 553 là năm khét nhất đi. 53 để làm một cái giao chung thì sẽ là 553. Là năm cực kỳ lõ, năm từ đại 53 tuổi đến 62 tuổi. Từ 53 đến 62 là khá là quan trọng này. Quan trọng top 1 là 53 đến 62, quan trọng top 2 sẽ là 63 đến 72. Còn năm nào thì có thể tính được ứng kỳ năm nào. Năm 3 62 thì cũng già phú rồi, cái gì đâu. Mà em đang nói chung cái thời trai trẻ là vẫn ăn nên làm ra được, đúng không? Ăn nên làm ra thì em chưa biết. Nhưng mà ý là cũng không có bị kiểu là phá, xung phá các thứ. Xung phá hay không thì em chưa biết. Mà xem là phải tìm ra cái phần xấu nhất của lá số đã là mình mới tính được. Anh đang xem là em phải tính cả hành vận cho vào nhá. Chứ không phải là em chỉ nhìn mỗi phút đề thiên, phút đề thiên nó không bao giờ tính ra được cái này. Phải cho cả hành vận để biết là hai lá tương tác. Ví dụ như là nó đang gặp chung những cái năm này. Thì mình biết vấn đề đó là cái gì thì ông ấy tầm tém quá là được.
Như vậy ở đây là lá của cô bé này thì phù thê ở đây đang rất nhạy với lại can ất và can canh. Ông này mà rơi vào cái đại vận 23 đến 32 chẳng hạn thì cô bé này đang ở đại vận này cũng tầm tầm này. Trùng những cái tuổi đây. Nó đang trùng nhau hai tuổi đấy anh. Tức là ở đây là nó cũng có cái này nhưng mà em chưa đánh nhá. Mà đang trùng cái này là 354 này. Là đang thể nó giao nhau ở phần này. Còn 43 thì nó đang giao ở 43 và 45 này. Nhưng mà cái thốn nhất là con bé hơn một tuổi, nghĩa là cái tuổi 53 của thằng cu này chính là tuổi 54 của con bé, nghĩa là cùng một cái năm đấy là vâng. Như vậy là rồi, như vậy em cứ nốt lại đấy đã. 53 54 tuổi của cô bé này là 43 44 45. Như vậy khả năng là đang lộ ra rõ nhất là cái vùng này là cô bé này là 54 tuổi thì ông Toàn là 53 tuổi. Mà thường 53 tuổi là ví dụ là thằng Toàn nó là mộc tam cục thì nó sẽ là số 3, tức là nó đang vừa bước vào đại vận mới anh ạ. Còn cái cô bé này vừa mới qua một tí là đang ở cuối đại vận cũ. Tức là hai người, ví dụ theo cái thuyết của bên Thái Tư Lang là cái thời điểm mà lưu niên đại vận nó trùng với lại đại vận ấy, có nghĩa là cái năm đầu là năm cuối ấy. Tức là nó đang ở cái điểm giao ấy. Thì năm đấy biến thành cực mạnh. Đấy là bên theo quan điểm đấy, và thì có thể thấy nó càng rõ hơn thì cái vấn đề là nó sẽ, tại vì chuyển giao giữa hai đại vận thường là nó sẽ lung. Nó lung khá là kinh. Ok, tức là nó sẽ lao lên vào năm là 204 đây em này, năm 2050 năm canh. Ui trời ơi, năm canh ạ. Ông kể cả em thích cái canh luôn ý. Rất nhạy về canh luôn, lá này cũng rất nhạy về canh. Con bé là nhạy về canh. Địa kiếp Đà La. Nói chung lá này, lá của cô bé này thì nó đang nổi rất rõ, và nói chung là chỉ cần một người nổi là nó sẽ kéo cả người kia mà. Bởi vì là phu thê một người đau thì nó cũng kéo cả người kia xuống. Em này đang ngại, thằng Toàn nó không rõ nhưng mà em này nó rất là rõ vào cái năm này. Khá là nhiều năm đấy, 54 tuổi, lớn lớn rồi mà, già rồi mà. Vậy là nó đang có pattern trùng nhau. Lưu tật em này nằm ở đây. Lưu tật hoàn toàn nằm ở đây. Cùng cung luôn đấy.
Tại vì là dịch theo lưu thầy tuế thì ví dụ là năm này nằm ở đây thì Lưu Mệnh nằm cùng một nơi anh thì auto là Lưu Tật ở một nơi thì thế đời nó mới khổ nạn chứ. Thế này hai đứa là cùng cùng dính tật vào một phát luôn đi, mà cái tật nó biểu trưng cho nhiều cái lắm, nó không phải chỉ là sức khỏe. Rồi bây giờ là như vậy, chốt lại là những cái năm nếu mà lấy nhau thì những cái năm cẩn thận nhất, năm 3 đến 62 này, 63 đến 72 này là Khai đã vẫn khá là cẩn thận trong toàn này. Còn cô bé này thì hiện tại em mới tính ra được, à có một cái nhập vào đây không có, nhập vào đây không có thì đây cũng không có để xong kỵ kinh. Cô bé này thì sẽ là 45-54 này là sẽ có vấn đề này, khá là lõ này. Thì vấn đề về phu thê, tức là em đang tính cái nó nổi lên mạnh nhất ấy. Mà hai người này giao nhau ở cái thời điểm là 53 và 54, là cô bé này 54 tuổi, ông này 53 tuổi, là giao nhau. Đấy. Thì tức là phải đặc biệt cẩn thận 2050. 2050 thì thường là nó sẽ ứng kỳ vào, nó sẽ ảnh hưởng đến em này nặng hơn, tại vì là em thấy là lá này bị ảnh hưởng nặng. Còn thằng Toàn thì nó có vẻ nó không có gì đó khá nghiêm trọng, nên là khả năng cao là thằng Toàn có vấn đề đang ngoại tình. Tức là đang xem phone nhân anh nhá, thì lá em này có vấn đề, có nghĩa là ứng kỳ vào sang chồng của nó. Đúng không? Còn thằng Toàn thì không có vấn đề gì, con vợ thế là nó không có vấn đề gì. Nên khả năng cao là thằng Toàn. Mà thằng Toàn thì 2050 là anh nhìn thì anh nhìn xem cả một cái hình vận 2050 thường có vấn đề đến cái tuổi đấy. Thằng Toàn nó đã là 52 tuổi. À 53 tuổi. 53 tuổi thì thường cái gì có vấn đề sức khỏe. 49-53 đúng không? Sức khỏe ạ. Già phú rồi, công danh tiền bạc gì đấy nó ngoan thì nó không chơi bời, nhưng mà sức khỏe thường là không kiểm soát được. Thì mình xem cung tật của thằng Toàn. Đấy thì cứ thế mà nó về mình tự đi mà xem. Nhưng tật này nó tự hiểu rồi, chắc em thật cần nói. Khét mình. Mà 2050 lưu phối kìa, cái đó là lưu phối. Nó rơi vào lưu phối thì không, không phải. Đây là tật gốc, đây là phối tiên thiên. Tật này với tật này, tật này đại bệnh tật nằm ở đây. Đại bệnh tật nằm ở đây. Thiên di thì lắm lòng quá mà lại có kỵ. Cái nó có lưu có khoa. Mà thái dương lưu hóa lộc ạ, cô bãi trưởng ạ. Là như nào? Tự xem. Thái dương lưu hóa lộc. Thái dương thì năm canh thì lúc nào thái dương cũng là sẽ là hóa lộc, nhưng mà thái dương hóa lộc thì nó sẽ là rơi vào cung lưu tật của thằng cung này, cũng là cung quan của thằng này. Mà quan thì nó là cung khí số vi của mệnh, có nghĩa là quan với mệnh là một thể. Thì là vấn đề là như thế. Nhưng mà cũng phải triệt kìa, nó có cái triệt. Triệt. Triệt theo năm phái thì nó phế rồi. À đêm đi tuổi đấy rồi triệt là màu làm gì đó. Ok. Còn như vậy, nhưng mà nếu mà lấy nhau thì em vẫn thấy là hai năm này phải cẩn thận này. Cái năm một là ất mão ất xỉu này, còn về hành vận thì 2050. Giàu hay không thì trong đầu ấm rất là đẹp nhá. Nhưng mà cái thằng Toàn nó là cái cung này này, thằng Toàn nó là cung này, vấn đề tiền tài nhà anh thằng Toàn chắc nó bỏ công việc nó đi kinh doanh. Thì nó sẽ là cung này. Là tài khố của thằng Toàn liên quan đến thiên di nữa kìa. Tài khố thằng Toàn thì nó đang cự nhật kỵ, có nghĩa là thái dương nó nằm ở đây nó cũng sáng, nó gặp cự môn thì nó cũng giảm nhiều, nhưng mà thêm thằng kỵ nữa thì nó cũng nó sợ nó không đủ sức. Nhưng mà anh cứ tưởng là cứ ví dụ như tùy vào ngành nghề ấy, như hoàn toàn nó liên quan kinh doanh ấy, nó tự doanh ấy, mà nó có cự môn thì nó phải là tốt chứ.
Nhưng mà vâng, cự môn nó có tính ám, tính thị phi, nó có kỵ nè anh. Thì nó phải có thái dương nó giải đi thì nó mới thành cái kiểu là nó gì đó, nó tương lai, nó tương lai, nó không bị thị phi nhiều, làm nó thuận thuận. Nhưng mà ở đây là nó gặp cự nhật thì ở đây khá là ok, nhưng vấn đề là cự nhật gặp kỵ. Kỵ thì nó sẽ làm giảm cái sức mạnh đi, tại vì là cự kỵ nó tối quá, nó hơi tối rồi. Thái dương nó sẽ mất nhiều sức mạnh để nó giảm, có nghĩa là về mặt thành tựu của nó sẽ bớt đi. Trừ khi thần toàn làm một cái việc nó ăn vào tính chất của con kỵ. Việc có tính chất của con kỵ là việc gì? Là kinh doanh trên nỗi đau người khác. Là cái gì thì em không biết. Thì xem bói. Ủa, nhưng sao lại là nỗi đau người khác? Để đến xem là toàn những người cuộc sống để đau thương chứ. Đa số là bầm dập đấy anh. 10 người thì 8 người là bầm dập, người ta đi xem. Còn cái đám trẻ lanh thì xem để làm gì đâu. Như anh thấy thường là không biết làm cái gì thì đi xem trong ngày người ta cần. Đấy, ý là nó sẽ mang tính chất là kinh doanh trên nỗi đau người khác. Kể cả y tá, bác sĩ thì cũng là đang nghĩ đến cái đấy. Nhưng mà nó sẽ thuộc về quan rồi. Nó sẽ thuộc về quan, có nghĩa là nằm trong một cái tổ chức gì đấy, sau đó mình phát triển lên. Còn nếu mà quan, nhưng mà nếu mà theo kiểu là nếu mà nó thôi rồi, con kỵ này để tính sau. Hiện tại là còn em này, ông Toàn này cũng kỵ ở đây ạ. Tại vì là cùng ở trên di mà. Hay là hai người thì nó đều mang kỵ trong người. Em thấy cái đôi này nó hoạt bát lắm. Hoạt bát thôi, thôi tiêu cực hay tích cực vậy. Nó có cái gì đó nó nói chung là chắc chắn về vấn đề tiền bạc là sẽ có vấn đề. Mà em này còn cô bé này còn dễ là đâu đấy là Toàn chứ không, đây là vấn đề tiền bạc của con vợ. Và em vợ nó thì nó còn hao tiền cơ, nó không giữ được tiền. Vợ không giữ được tiền luôn ấy. Giữ được tiền, có tiền nó cũng tự tiêu đi thôi. Trông thì ngon đấy, nhưng mà nó có tiền nó cũng tự tiêu. Trông đúng là ngon thật, nếu mà nhìn qua thì với các kiểu thì nó đúng là nói chung là đây là hai người bình thường với nhau thì nó sẽ làm như thế. Quan trọng là cái tính con này nó có biết tiết kiệm không, nó có ăn chơi không thôi. Mà cô bé này em sợ nhiều ý tưởng đột phá lắm. Thì em nghĩ đang làm kế toán nhảy ra đi học nail các thứ để làm nail mà. Cái trục này là cần triệt để đều không vong. Toàn thì là cái phần này bệnh bào quan điền, bệnh điền cũng dính không vong. Con bé này thì không bị những cái liên quan đến gia đạo. Nghĩa là gia đình khá là ok. Mà nó không làm được cái pattern không vong ở đây. Còn cả hai người mà cùng làm được cái thằng điền nó không vong, dính không vong chẳng hạn thì nó mới vui. Tại vì là tại vì là sao? Dạ. Không vong là một cái gì đấy hư ảo. Nó có nhưng mà nó cũng làm cái gì đó nó trì trệ, nó không theo mong muốn của mình ấy, đặc biệt là với gia đạo. Thằng Toàn nó chuyển việc đúng rồi, nó nhảy việc đúng rồi. Chắc thế anh. Em thấy là đây là hai lá của hai người bình thường với nhau. Còn lấy nhau về mà thành tỷ phú thì chắc là